Nói tới âm nhạc Tây Nguyên, không thể không kể đến tiếng đàn T'rưng, một loại nhạc cụ đặc sắc làm từ tre nứa. Alors quand on parle des instruments de musique des hauts plateaux du centre, on ne peut pas ne pas parler en effet de cet instrument exceptionnel qui est en l'occurrence le T'rưng. C'est un instrument qui est fait à base de bambou. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với màn hòa tấu độc đáo với tên gọi Mùa hái quả do các nghệ sĩ giảng viên khoa nhạc vụ truyền thống Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam dưới sự giàn dựng và phối khí của nghệ sĩ ưu tú Hoa Đăng. Je vous laisse maintenant avec cet instrument T'rưng au travers d'un numéro qui a pour titre La Cueillette. Les enseignants artistes de l'Académie nationale de musique de la musique du Vietnam va vous offrir ce spectacle. Et ce numéro a été arrangé par l'artiste émérite Hoa Đăng. Merci. Thank you.